Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1314, tinh cầu chí cường giả hắc ám. Ngươi có việc thì đi trước đi, ngươi nhà lớn nghiệp lớn đúng là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bắc Đường Kiền nói. Được, vậy nơi này làm phiền ngươi, hy vọng bắt Đường Kiền đại nhân để ý đến vương thần một chút. Ừm, ta đã hiểu. Bắc Đường Kiền đồng ý, coi vương thần là đối tượng bảo vệ trọng điểm, dù sao vương thần thật sự chết đi bắt đường kiền cũng không có cách nào ăn nói với tần phong có đôi khi lực ảnh hưởng của cường giả sẽ im hơi lặng tiếng ăn sâu vào trong lòng mỗi người nếu chỉ là một năng lực giả cấp a bình thường yêu cầu bắt đường kiền bảo vệ thuộc hạ bắt đường kiền sẽ cảm thấy đối phương đang nói đùa không thể không nói tần phong đã mạnh đến mức khiến cấp s nể mặt tần phong rời khỏi long đảo quay về phong lê thành hắn vừa trở về biệt thự phong lê thành chìa khóa không gian nắm giữ trong tay đã tản ra ánh sáng bạc tạo thành một thông đạo không gian bạch ly đi ra từ bên trong ba tháng không gặp tần phong rất nhớ tiểu hồ ly đương nhiên so với nỗi nhớ của hắn bạch ly lại quá lâu không gặp hắn chỉ là tu luyện thời gian vô thức chảy xuôi đối với bạch ly như đã ngủ một giấc rất dài sau khi tỉnh lại thực lực của mình lại nhanh chóng tăng lên ngươi có nhớ ta không bạch ly thấy tần phong lập tức nhào tới treo ở trên cổ Tần Phong, sau đó dùng đầu nhỏ cọ sát Tần Phong. Đương nhiên nhớ. Hừ, dám không nhớ ta, Bạch Ly hất cầm lên làm ra dáng vẻ đương nhiên, ngay sau đó lại nhíu mày nói, sao thực lực của ngươi lại tăng hai cấp, không đúng, mới ba tháng mà thôi, có phải ngươi giấu ta vụng trộn đến Long Đảo không? Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên hắn cũng không muốn lừa Bạch Ly, vẫn kể cho đối phương biết trải nghiệm trong khoảng thời gian này lúc đầu tần phong tưởng bạch ly chắc chắn sẽ tức giận việc mình tự tiện hành động kết quả bạch ly không so đo những chuyện này đã biết ngươi sẽ làm như vậy nhưng không sao ngươi an toàn là được chúng ta vốn có khế ước ngươi đi làm cái gì ta cũng có thể cảm ứng được nếu lần này ngươi gặp nguy hiểm vậy ta chắc chắn sẽ hung hăng đánh ngươi một trận vì không để ngươi đánh ta ta cũng sẽ bảo đảm bình an tần phong nói ánh mắt lại nhu hòa hơn cảm ơn ngươi đã bầu bạn với ta Bạch Ly. Tần Phong là một cô nhi, dù sống lại một lần, hắn có được cuộc sống tốt hơn, có thể bước vào cấp độ mạnh hơn, cứu được tính mạng của bạn tốt nhưng đối với hắn thì sự thay đổi chân chính lại là Bạch Ly có khế ước với hắn. Đây là người thân của hắn, bạn lữ của hắn, Bạch Ly nghe lời nói của Tần Phong như cũng cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Tần Phong, lại gần hôn lên mặt Tần Phong một cái. Hai người dính lấy nhau, bù đắp sự cô đơn trong khoảng thời gian không làm bạn. Trò chuyện một lúc, Bạch Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, dị năng hạch tâm quan trọng của chí cường giả đã hóa thành tinh cầu, vậy có khi nào chính là loại tinh cầu mà Cốt Ma đã nói lần trước không? Ừm, ta cũng chờ ngươi đi ra để thẩm vấn lại Cốt Ma, lần trước hỏi Cốt Ma cũng không nói tỉ mỉ, cho nên cũng không có tin tức chuẩn xác, có lẽ hắn còn che giấu rất nhiều chuyện, Tần Phong nói. Được, tên khốn này lại lừa chúng ta. Bạch Ly xuề bàn tay ra, trong bàn tay xuất hiện một cái lồng giam hình lập phương 10cm, bên trong giam giữ cốt ma. Đương nhiên, cốt ma không phải rút nhỏ, mà là bạch ly khống chế không gian đè nén. Hiện tại cốt ma như là ếch ngồi đáy giếng, nhìn đám người bạch ly ở không gian bên ngoài như là quái vật khổng lồ. Cốt ma thấy không gian xung quanh biến hóa vô cùng vui mừng, tưởng là cự thú không gian tử vong nên không gian sụp đổ, cuối cùng hắn ta đã chạy ra ngoài. Ha 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 ha, đúng là một đám ngu xuẩn tưởng làm vậy có thể nhốt được ta tham lam cũng là nguồn gốc tội lỗi nếu các ngươi không đến tinh cầu kia chắc chắn sẽ không phải chết nhưng ai có thể chịu được sự hấp dẫn như thế chứ cốt ma cười ha hả nhưng chẳng mấy chốc ý thức lực như chung lớn truyền đến từ bốn phương tám hướng xung quanh hắn ta chấn động đến hắn lung lay sắp đổ quả nhiên lần trước ngươi không nói thật tần phong lạnh lùng nói cốt ma cười to một trận nhìn xung quanh sau đó đồng tử co rụt lại. Hiện tại Tần Phong và Bạch Ly lớn hơn hắn ta nhiều lắm, nên lúc hắn ta nhìn từ xa không chú ý đến, hiện tại mới phát hiện hai người này. Vốn hắn ta thấy tường không gian sẽ chậm rãi tan rã, thì ra không phải tan rã mà là biến thành một cái lồng giam màu bạc, hắn ta còn nằm trong lòng bàn tay đối phương, bóp là chết. Hơn nữa, hiện tại Bạch Ly càng khiến hắn ta có một loại cảm giác run rẩy, tính cả Tần Phong cũng thế. Trăng rắc, hàm răng cốt ma đụng vào nhau, phải ngậm thật chặt miệng lại, nếu hắn ta không phải thân thể tử vong, hiện tại nhất định chật vật nuốt nước miếng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù không có tình huống gì xảy ra, cốt ma cũng là cả người run rẩy, đó là biểu hiện của sự e ngại. Sinh vật 800 năm thật sự có trí tuệ mà chúng ta không tưởng tượng nổi, hiện tại ngươi có thể nói về việc trí cường giả rồi chứ, Tần Phong nói. Ngươi biết, trong lòng cốt ma thầm nghĩ không tốt cốt ma sống lâu như vậy thậm chí duy trì hình thái nhân loại thật ra trước kia hắn ta cũng là thành viên nhân tộc nhưng nhân loại là chủng tộc theo đuổi sự mạnh mẽ lúc cốt ma là nhân loại không có cách nào trở thành cấp s sau khi dùng cách vô cùng cực đoan biến mình thành hình thái khôi lỗi tử vong từ đó bước lên cấp s thế là hắn ta cũng thành công trở thành một thành viên trong liên minh hắc ám biết rất nhiều việc dưới cấp s không biết cho nên khi cốt ma thấy tần phong và bạch ly mặc dù có thực lực cường đại nhưng cũng giống những người không phải thành viên trong liên minh nhân loại, muốn dùng ưu thế tình báo hại chết Tần Phong và Bạch Ly. Cốt ma nói ra đạo tiêu tinh cầu kia, đó chỉ là một tinh hạch dị năng của trí cường giả dị năng hắc ám, thời gian tử vong không dài chỉ có trăm năm mà thôi, thậm chí rất nhiều người trong liên minh hắc ám đều biết. Nhưng phía trên thật sự quá nguy hiểm. Vật chất hắc ám khiến tất cả sinh mệnh thể bước vào tinh cầu đều bị thôn phệ. Cốt ma không dám đến gần, chỉ ở trong hư không dùng thủ đoạn đặt thù nổ tung một khu vực, bắn ra một viên đá địa ngục. Nhưng vì lực lượng nổ tung quá lớn dẫn đến vết nứt không gian xuất hiện, cho nên đá địa ngục mới rơi vào vị diện của Tần Phong. Trước đó nói cho Tần Phong biết đạo tiêu, cốt ma nghĩ Tần Phong và Bạch Ly đi đến nơi kia, dù thấy nguy hiểm không bước vào tinh cầu, xung quanh tinh cầu kia có rất nhiều sự tồn tại cấp S của thế lực hắc ám, nghĩ thế nào cũng chết lại không ngờ tần phong căn bản không đi. Cốt ma, tốt nhất ngươi hãy thành thật kể lại những việc mà ngươi biết, dùng nhiều nhiếp hồn thuật, chút ít lực lượng linh hồn này của ngươi có thể sẽ hôi phi yên diệt, bạch ly uy hiếp. Mặc dù dùng nhiếp hồn thuật sẽ khiến đối phương không thể nói dối, nhưng hỏi một câu trả lời một câu khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Cũng ví dụ như trước đó Cốt Ma nói vị trí của đá địa ngục, Bạch Ly dùng nhiếp hồn thuật thật sự biết được vị trí nhưng lại không biết trong này trải qua những điều gì các ngươi muốn ta nói cái gì ta biết đều nói cho ngươi biết tần phong cười lạnh một tiếng đương nhiên là nói chí cường giả này có truyền thừa hay không hoặc là căn bản cũng không có truyền thừa mà là nơi chắc chắn phải chết trước đó tần phong gặp phải vị diện thiên thần rất hiển nhiên thân phận của chí cường giả cũng là một tuyết nữ tuyết nữ không mong không cầu nhưng vì bị một cường giả hắc ám tiêu diệt nhà mình cho nên trong lòng dính thù hận nhưng thù hận cũng không che đậy con mắt và tâm linh của nàng nàng vẫn là một người tâm địa thiện lương sau khi tử vong để lại truyền thừa hy vọng có người thu hoạch được cũng hy vọng có thể kế thừa ý chí của này đối đầu với thiên ma tộc chí cường giả mà cốt ma này nhắc đến trước đó là sinh vật gì thân phận gì sau khi trở thành chí cường giả đã làm việc gì đều có thể đoán ra được có phải đối phương sẽ để lại truyền thừa hay là sự tồn tại không hy vọng sau khi mình tử vong sẽ bị làm vấy bẩn Sắc mặt cốt ma thay đổi, sau đó nhìn về phía Bạch Ly. Vì hiện tại Bạch Ly vô cùng to lớn, thậm chí cốt ma trốn không thoát ánh mắt sáng người này cả Bạch Ly, nghĩ đến lực lượng nhiếp hồn trước đó lập tức trùng mình, cuối cùng đã nói thật. Sinh vật chí cường giả kia là tộc thâm viên Ma Long, sau khi tử vong hóa thành một đại lục cực lớn, tinh hạch chí cường giả ở vị trí đầu, tản ra lực lượng tử vong rất khủng bố, tất cả sinh vật ẩn chứa sinh mệnh đều sẽ chết. Cho nên ta không lừa các ngươi, chỉ có ta có thể lấy được đá địa ngục, ta mang đến cho các ngươi, các ngươi thả ta đi, giao dịch này rất công bằng. E rằng ngươi nói sai rồi, lúc trước ngươi còn có thể đi lấy, hiện tại ngươi. Tần Phong không nói hết lời nhưng đã thể hiện rõ, với thực lực hiện tại của cốt ma đừng nói đi lấy đá địa ngục, ngay cả đại lục kia cũng không lên được, nhưng thứ Tần Phong muốn hỏi đã hỏi được, Tần Phong không định đến tinh cầu hắc ám của chí cường giả ngay ít nhất không phải với thực lực hiện tại. Thu lại đi. Ừm. Bạch Ly khép tay lại, thu lại cốt ma. Sau này lại đi xem một chút, e rằng truyền thừa chí cường giả lần này còn nguy hiểm hơn truyền thừa tuyết nữ mà ngươi đã trải qua nhiều lắm, hơn nữa sinh vật như thâm viên ma long xưa nay tàn bạo, chắc chắn không cho phép người khác thăm dò xác của mình. Ừm, chờ đến khi thân thể của ta cũng đến cấp ép lại đi. Đại lục kia nguy hiểm như vậy, những người khác cũng không có cách nào lấy được, Tần Phong nói. Hơn nữa, chủng tộc trong vô số vị diện, nhân tộc có năng lực học tập mạnh nhất, năng lực hấp thu cũng mạnh nhất, nên mới thích thăm dò di tích của đủ loại sinh vật cường đại, trong tình huống này đối thủ cạnh tranh của Tần Phong đều là nhân tộc. Vậy Tần Phong càng không có lo lắng. Tần Phong liên tục chinh chiến 3 tháng, sau khi quay về Phong Lê cũng coi như bình tĩnh lại, xử lý rất nhiều nghiệp vụ tồn động, có mặt ở rất ít hoạt động cần xuất hiện tiến hành tuyên truyền một chút, hy vọng phong lê có thể lớn mạnh hơn chút, thu hút được một vài năng lực giả cấp B đầu quân. Đương nhiên, Tần Phong còn đang chờ đợi một tin tức mới. Thời đại vết nứt, mùng ngày 3 tháng 6 năm 220 đột nhiên xuất hiện vết nứt to lớn ở trên bầu trời, gần như xé rách tầng khí quyển. Tần Phong đang thị sát căn cứ xung quanh Phong Lê Thành gần như lập tức cảm giác được tất cả. Bạch Ly cũng đồng thời nhìn về phía tây. Không gian dao động khiến người ta ngạc nhiên như có chuyện kinh khủng không biết gì đó sắp xảy ra. Sau đó, bầu trời màu xanh đột nhiên sụp đổ xuất hiện vô số khe hẹp, sau đó đã nứt ra một cái mồm to, tạo thành một hố đen cực lớn. Ánh mắt Tần Phong đột nhiên co rụt lại, vết nứt không gian đã đến, Bạch Ly cũng trợn tròn mắt Hồ Ly, nói: "Tự thú hư không." "Cái gì?" Tần Phong ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Ly. Tuy hắn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng Tần Phong trước khi sống lại chỉ là một năng lực giả cấp dê, chỉ có thể đến vây quét thú triều cùng cuộn do vết nứt không gian đưa tới, nơi hắn vây quét cũng chỉ là căn cứ cỡ nhỏ, Tần Phong căn bản không biết là ai đưa tới. Hiện tại, Bạch Ly còn nói là cự thú hư không, là đồng tộc của ngươi sao, Tần Phong hỏi. Không phải, cự thú hư không chỉ là một cách gọi, cũng như các ngươi hay nói dị thú loại mèo, cũng có sự khác biệt giữa lão hổ và mèo, bạch ly lại nói nó còn chưa xuất hiện ta không cảm giác được nó có thực lực gì đi xem trước đã tần phong nói được bạch ly đồng ý đạt đến cấp s khiến phạm vi ý thức lực bao phủ của bạch ly còn cường đại hơn tần phong nàng là sự tồn tại thú thần cấp s chân chính lúc trước nhãn ma thần còn có thể đánh tần phong từ xa hiện tại ý thức lực của bạch ly tất nhiên có thể cảm giác được đạo tiêu không gian đằng xa sau đó một thông đạo không gian xuất hiện tần phong và bạch ly bước vào đó lúc xuất hiện lại hai người đã đến biên giới liên minh hoa hạ ngẩng đầu nhìn lại khe nứt to lớn này gần như rạch ra chân trời hoàn toàn khác với tình cảnh nhìn thấy ở phong lê thành thật sự đáng sợ cách đó không xa còn có một căn cứ cỡ nhỏ bên trong truyền ra tiếng hét hoảng sợ tiếng cảnh báo to lớn thậm chí bộ đàm của tần phong bị mạng khu vực bao phủ phát ra nhiệm vụ kêu gọi khẩn cấp nhưng với chức vị hiện tại của Tần Phong, tất nhiên có thể trực tiếp từ chối nhiệm vụ như vậy. Tích 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 tích. Bộ đàm của Tần Phong kêu lên, lần này lại không phải liên hệ khu vực bình dân nữa, là tin tức của Long Đình. Tần Phong nhận truyền tình, sau đó màn hình giả lập dâng lên, góc trái trên cùng xuất hiện hình của Long Đình, nhưng ở những chỗ khác lại xuất hiện từng năng lực giả cấp S, Long Đình lại gửi đi truyền tin nhóm. Các vị, chắc các ngươi đã cảm giác được tình huống, Lần này vết nứt to lớn xuất hiện, căn cứ vào ghi chép có thể so sánh với tai nạn 200 năm trước, hiện tại còn chưa biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, nên chuẩn bị chờ lệnh bất cứ lúc nào. Tai nạn 200 năm trước là sự mở màn của thời kỳ vết nứt, tai nạn đó khí số lượng nhân loại ở vị diện địa cầu giảm mạnh đến chưa đến 1%. Đương nhiên, khi đó nhân loại không hề có lực đánh trả nhưng lần này lại khác. Hiện tại, các vị tiến về nơi gần nhất với biên cảnh Hoa Hạ xác nhận nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nói như vậy, trên máy truyền tin của Tần Phong lại xuất hiện một hình vẽ, chính là địa điểm ở biên giới. Long Đình một hơi đánh dấu hơn 10 địa điểm, chỗ gần Tần Phong nhất chỉ có 30 km, chủ yếu là nơi này còn có một thành thị cỡ lớn cần có người đến bảo vệ, thậm chí tổ chức rút lui. Tần Phong tiếp nhận. Trên máy truyền tin, mọi người bắt đầu nói. Ta lập tức đến. Ta tiếp quản nơi này. Nguy cơ lần này thật sự là trước nay chưa từng có, ta sẽ triệu hoáng mấy bằng hữu về, giữ vững hoa hạ lại nói. Vùng trời vết nứt hình như là liên minh một lâm, cấp S của bọn họ chỉ có nhãn ma thần. Nhãn ma thần chưa chắc sẽ bảo vệ liên minh một lâm, có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ, những người trong liên minh một lâm đó coi như thảm rồi. Đương nhiên, những cấp S này cũng không thể quản quá nhiều, giúp đỡ người trong liên minh hoa hạ đã đủ rồi cấp s liên minh hoa hạ đều bắt đầu hành động người lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ cùng với tần phong là một năng lực giả cấp s tên là phương châu tần phong chưa từng nghe đến tên của đối phương nên cũng không biết người này là ai cũng không tụ hợp cùng đối phương để bạch ly lại tiến lên đại đến thành thị cỡ lớn ở biên giới hoa hạ này thanh phong thị thanh phong thị lại tọa lạc trên một ngọn núi lớn hùng vĩ dễ thủ khó công đúng là một nơi tốt căn cứ cỡ nhỏ bao quanh đều được xây dựng trên sườn núi có thể quan tâm lẫn nhau nhưng cũng ở sâu trong núi nguy cơ khắp nơi, dù không ngừng vây quét nhưng thực lực dị thú xung quanh vẫn khá cường đại. Cho nên, thực lực của thị trưởng Thanh Phong thị Ngô Thanh Phong ở cấp B, có rất nhiều thủ hạ là năng lực giả cấp S, gặp được tình huống này tạm thời vẫn khá bình tĩnh. Tần Phong vừa đến, vì trực tiếp đột phá trang bị ổn định không gian, dùng thông đạo không gian gián lâm còn dọa bọn họ nhảy dựng, nhưng thị trưởng nhanh chóng ra đón cũng thấy huy chương của tần phong nhận ra thân phận của tần phong tần nguyên soái cảm ơn ra tay giúp đỡ không cần khách sáo đây cũng là ý của long đình đại nhân tần phong nói vậy ta không khách sáo với nguyên soái nữa ngài ở lại chỗ này chờ đợi một chút vết nứt đột nhiên xuất hiện năng nguyên dao động rất lợi hại dị thú cũng bắt đầu dao động ta cần phải tăng cường phòng thủ tần phong suy nghĩ lại nói tốt nhất ngươi hãy phát ra thông báo để người trong căn cứ cỡ nhỏ đều tập hợp đến nơi này nếu không thú triều thật sự bộc phát e rằng những căn cứ kia sẽ bị nhấn chìm thành cái xác không hồn ngô thanh phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tần phong trong lòng cũng hơi nặng nề thật sự sẽ xảy ra chuyện như vậy sao toàn thể rút lui cũng không chỉ là lời nói suông sẽ gây ra biến động rất lớn sau này xây dựng lại phải có rất nhiều tiền tài càng nhiều người sẽ vì không có năng lực mà chết đói dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, Tần Phong nói. Ta đã biết, Ngô Thanh Phong phân phó xuống dưới, sau nửa giờ năng lực giả cấp S gọi là Phương Châu cũng đến. Người này lại là một sự tồn tại có vẻ già hơn cả Hồ Sơn. Nhưng hai người vì đều tiếp nhận nhiệm vụ do Long Đình phân phát, cho nên xuất phát từ một người cấp bậc cường giả, Tần Phong bắt tay với đối phương, tạm thời nghỉ ngơi trong Thanh Phong thị. Lần tai nạn này có vẻ còn lớn hơn 200 năm trước phương châu cũng thở dài nói dựa vào ghế ngồi như một lão giả gần đất xa trời nếu không phải biến động như thế ta cũng không cần đến xem một chút không ngờ bây giờ trong liên minh hoa hạ còn có người trẻ tuổi ưu tú như ngươi phương lão quá khen ha ha đừng khiêm nhường trước khi ta đến có hỏi thăm về ngươi có ngươi ở đây e rằng cũng không cần ta ra tay còn có thể sống lâu mấy năm nữa nếu phương lão có cần ta còn bán một số huyết ngưng tinh ở vị diện huyết hà có thể sẽ giúp được ngươi ha ha không cần không cần ngươi có lòng rồi hai người trò chuyện khá vui vẻ tần phong không ngờ phương châu cũng có biết đôi chút vì mình sớm biết vậy đã hỏi thăm lai lịch của phương châu từ chỗ hồ sơn nhưng bây giờ hai người ở cùng một chỗ cũng không tiện hỏi thăm ngay lúc này trong lòng bạch ly có cảm giác nhìn về phía bầu trời xa xăm đến rồi bạch ly nắm giữ phù văn không gian cho dù là thông đạo không gian ở nơi khác cũng có thể cảm ứng được, cho nên trong nháy mắt đối phương hành động, Bạch Ly cũng đã cảm giác được. Theo lời nói của Bạch Ly rơi xuống, cái khe màu đen trên bầu trời đã xuất hiện một cái móng vuốt màu đen cực lớn. Đây giống như đốt chân của một động vật. Theo sau đó một sinh vật thân hình khổng lồ hơn 10 mét xuất hiện, là một sinh vật phiên bản châu chấu phóng đại. Chỉ là con châu chấu này thật sự đáng sợ, cả người có ánh bạc, vỏ ngoài có vẻ vô cùng cứng rắn như là kim cương trên mỗi một cái bàn chân trùng đều có gai ngược bén nhọn như là lưỡi đao sắc bén sau lưng có một đôi cánh trong suốt sáng long lanh vô cùng chói sáng cứ như có thể cắt qua hư không theo con châu chấu màu bạc này rơi xuống xung quanh nó càng ngày càng nhiều châu chấu xuất hiện lít nha lít nhít tràn ngập bầu trời cánh vang lên ông ông bọn chúng rơi xuống từ trên không tràn đầy trời đất vừa nhìn đã biết khó đối phó phương châu thở dài một hơn chậm rãi nói. Tất nhiên Tần Phong cũng biết nguy hiểm, nếu không sẽ không có nhiều thành thị bị chiếm đóng như vậy, đúng là tràn đầy trời đất. Hư không hoàng trùng, vẻ mặt Bạch Ly trở nên nghiêm túc. Là loại dị thú gì? Có nhược điểm không? Tần Phong hỏi. Bạch Ly nói, coi như là dị thú nổi danh tiếng xấu trong vô số vị diện đi, những dị thú này sẽ thôn vệ năng lượng hạch tâm của vị diện, Bạch Ly nói, nhưng do dự một chút lại nói, nhưng đối với chúng ta lại có thể là việc tốt, vì loại hư không hoàng trùng này sợ lửa. Đây coi như là may mắn trong bất hạnh, vì hình như tinh hạch dị năng hạch tâm của vị diện địa cầu cũng là thuộc tính hỏa. Nhưng phát triển quá nhiều năm, phần ngoài bao bọc dung hợp vô số phù văn khác tạo thành thế giới mới, nhân loại mới có thể sinh tồn ở bên trên. Nhưng hư không hoàng trùng còn có một điểm rất khủng bố, Bạch Ly nhìn về phía hư không hoàng trùng trên bầu trời. Ánh mắt dừng ở đám châu chấu số lượng to lớn này, hiện tại số lượng đã là đếm không hết. Vị trí của Hư Không Hoàng Trùng lại không ngừng cắt đứt Hư Không, đến lúc đó sẽ có rất nhiều dị thú đến đây, đây cũng là một cách đi săn của Hư Không Hoàng Trùng, chỉ có lúc gặp được sinh vật khiến bọn chúng thấy nguy hiểm mới có thể dừng lại, nhưng số lượng này. Tần Phong hiểu, xem ra số lượng của Hư Không Hoàng Trùng ít nhất là hàng vạn con, hơn nữa thực lực của mỗi một Hư Không Hoàng Trùng đều là cấp C trở lên. Trong đó hư không hoàng trùng vượt qua 50m chắc là cấp B, 100m là khoảng cấp A, số lượng cũng trên trăm con. Ngay lúc này, một sự tồn tại to lớn hơn leo ra từ trong vết nứt to lớn, nhìn chiều dài vượt qua 300m, vừa xuất hiện khí tức đã truyền ra ngoài, e rằng toàn cầu đều cảm ứng được. Đây là một hư không hoàng trùng cấp S. Dị thú phù văn hệ không gian khủng bố đến mức nào cứ nhìn Bạch Ly là biết, năng lực của một dị thú hoàn toàn có thể lật tung cả vị diện. Ngay lúc này, những châu chấu này hạ xuống từ trên bầu trời, khoảng cách quá xa đã không phải dùng mắt thường có thể thấy được. Năng lực giả cấp S đều khóa chặt phương hướng liên minh một lâm, bọn họ thấy châu chấu rơi xuống từ trên không, có con rơi vào trong hoang dã, có con rơi thẳng vào trên không thành thị của liên minh một lâm, sau đó từng vết nứt không gian xuất hiện theo rìa sơn động. Sau đó một số dị thú nhao nhao bò ra từ bên trong, một cái khe cao 20 mét trong số đó có bộ tộc có trí tuệ leo ra ngoài, dung nham cự nhân ai động đến cung điện của lão tử dung nham cự nhân trống giận sau khi hư không hoàn trùng thấy thông đạo mở ra lại đưa đến chủng tộc như vậy nhao nhao chạy trốn chỉ để lại nhân loại khủng hoảng dung nham cự nhân không tìm thấy kẻ địch không chút do dự một chân dẫm đạp toàn bộ căn cứ đều chìm xuống người bình thường kêu thảm căn bản không có năng lực phản kháng năng lực giả chạy tứ phía nhưng thực lực quá thấp sao có thể chống đỡ nổi một dung nham cự nhân thực lực cấp a cảnh tượng này lại đang xảy ra mỗi thời mỗi khắc hơn phân nửa cương thổ của liên minh một lâm đều bị chiếm đóng thành viên liên minh một lâm xin giúp đỡ toàn thế giới tần phong mở truyền tin của long đình hắn biết lúc này long đình cũng rất bận rộn cho nên hắn lựa chọn truyền tin bằng chữ long đình đại nhân ta muốn đến liên minh một lâm trợ giúp nhất định phải bóp chết hư không hoàng trùng ở bên ngoài biên giới liên minh hoa hạ. Tần Phong nói năng hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế hắn cũng biết cơ hội tấn thăng của mình đã đến. Nhiều dị thú như vậy, chắc rất dễ dàng đến cấp A3, chỉ chốc lát sau, Long Đình cũng trả lời tin tức. Phê chuẩn. Tần Phong cũng chỉ muốn hai chữ này. Phương Lão, ta đến bên liên minh một lâm kia, nơi này nhờ ngươi. Đi thôi, người trẻ tuổi luôn thích phấn đấu. Ừ, không liều mạng sao có thể nắm giữ tương lai ở trong tay mình chứ. Tần Phong không quan tâm người khác nhưng hắn không hy vọng vị diện của mình trở thành vị diện phụ thuộc vào trí cường giả khác, từ địa bàn do tập đoàn Phong Lê nắm giữ trở thành nơi cướp bóc người bình thường, trở thành nô lệ. Tần Phong tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy, cho nên, phải trở thành trí cường giả mới không trở thành thịt cá trong tay người khác, điều hắn muốn làm là giao thớt, Bạch Ly thành lập thông đạo không gian, vì liên minh một lâm bị hư không hoàng trùng tiến công, hiện tại trang bị ổn định không gian là thùng rỗng kêu to, thậm chí toàn bộ liên minh đều đã phân mảnh. Đi thôi. Tần Phong bước vào thông đạo không gian. Lực lượng không gian đè ép, Tần Phong vừa bước một chân ra ngoài đã cảm nhận được khí tức xung quanh vô cùng tạp nham. Nơi này là trong hoang dã, không phải thành thị gì đó nhưng dị thú lại vô cùng vô cùng nhiều. Vì nơi mà Bạch Ly truyền tới chính là phía dưới vết nứt không gian. Hiện tại, trên bầu trời còn có rất nhiều hư không hoàng trùng hạ xuống. Chi chi chi. Một hư không hoàng trùng cấp A rơi xuống, trong nháy mắt mở ra miệng muốn nuốt Tần Phong trông như một món đồ ăn rất nhỏ yếu vào trong miệng. Tần Phong còn chưa kịp ra tay, quả cầu thủy tinh trong tay Bạch Ly đứng bên cạnh đã thả ra từng đạo không gian xạ tuyến, trong nháy mắt cắt con hư không hoàng trùng này thành mấy khối tuy là dị thú phù văn nhưng thân thể cự thú hư không càng cường đại hơn, sau khi tử vong lập tức tuôn ra một loại lực lượng sinh mệnh cường đại, bị dị năng thông phệ của tần phong hấp thu. Nhưng là dị thú xuyên qua không gian, thân thể sao có thể yếu được. Nhưng hành động này của Bạch Ly cũng chọc giận đàn thú. Huống chi, chỉ có hai sinh vật hình người này xuất hiện, đối với những hư không hoàng trùng đó đây chỉ là sự tồn tại nhỏ yếu mà thôi. Những dị thú này chen chút tới, cái cánh sắt bén cắt qua hư không xẹt qua bên cạnh tần phong chỉ có điều nội lực cương khí của tần phong thật sự quá dày bọn chúng căn bản không có cách nào cắt qua bạch ly ta cho ngươi xem dị năng thuật mới học tập một chút tần phong nói xong ý thức lực đã điều động ở trong loại thú triều này tác dụng ma pháp hệ băng thật sự dùng quá tốt thời đại băng phong trong chốc lát một đám băng ánh sáng màu xanh lam nổ tung trên người tần phong mấy ngàn vạn phù văn chảy xuôi ra tạo thành hàng băng kinh khủng. Khắp nơi bị đông cứng, dị thú điên cuồng gào thét tiến công đều bị hóa thành tượng băng. Vết nứt không gian lộ ra lại bị đóng băng theo phù văn hệ băng lan tràn, có thể thấy rốt cuộc nhiệt độ này lạnh lẽo đến mức nào. Trong nháy mắt, khắp nơi tái nhợt, dị năng giả các nơi trên thế giới quan sát qua vệ tinh đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Dị năng hệ băng thật đáng sợ. Dị năng thuộc cấp S, đây tuyệt đối là dị năng thuộc cấp S, rốt cuộc là ai? Là cường giả nào ra tay? 10 cây số, đường kính vạn mét, đây tuyệt đối là một phạm vi cực lớn, một khu vực đều biến thành trắng xóa, sinh vật bên trong đều dùng hàng vạn mà tính. Lúc này Tần Phong đang cảm nhận được năng lượng tràn ra sau khi dị thú tử vong truyền đến trong không khí, dị năng thôn vệ điên cuồng chuyển động gần như tạo thành một vòng xoáy. Thời gian dần trôi qua, dị thú nhỏ yếu bị đóng băng, thân thể lại biến mất từng chút một như là tượng băng bị hòa tan. Nhưng như vậy còn chưa đủ, cho dù dị thú nhỏ yếu tử vong, những năng lượng kia cũng quá yếu, tần phong dơ thanh vương đao lên. Nội lực quán chú vào, tần phong cũng không sử dụng vạn trượng u hồn trảm, lại cắt ra đao mang phạm vi ngàn mét. Trong chốc lát, cây cối ầm vang sụp đổ, núi đá bị một đao trảm thành hai nửa, những sinh mệnh lực đó cực mạnh, những dị thú chỉ bị đóng băng, thậm chí không ngừng chống lại cũng bị một đao cắt đứt. Trong chốc lát, thôn vệ thuật của Tần Phong hấp thu năng lượng tăng vọt. Thân thể lại đột phá công xiền, hoàn thành tiến hóa. Cấp A3, Tần Phong lại vung ra mấy đao, hoàn toàn diệt sát kẻ địch nơi này. Thu Tần Phong thu hồi ý thức lực, thời đại băng phong kết thúc nhưng nguyên tại chỗ vẫn còn dấu vết băng tuyết, lại rất lâu không có tán loạn cây gỗ núi đã đều là dáng vẻ trời đông giá rét chỉ có tài liệu gì thú bị lấy đi bạch ly dẫn theo tần phong chỉ trong chớp mắt đã đến một phương hướng khác chỉ có vệ tinh giám sát còn đang trung thực ghi chép sự thay đổi ở chỗ đó liên minh một lâm như tìm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng giữ lại video này sau đó gửi đến máy truyền tin của nhân loại trong liên minh một lâm những đồng bào hãy chịu đựng đã có dị năng giả cấp s đến đây video này cũng được lưu truyền rộng rãi thậm chí gửi lên chiến võng lần này không còn là các đại lão nắm giữ vệ tinh giám sát nhìn thấy nữa càng nhiều năng lực giả cũng thấy được chẳng trách rất nhiều người nói chỉ có cấp s mới là cường giả thực lực như vậy nếu thật sự bạo phát ra hủy diệt một tòa thành thị cũng là việc dễ như trở bàn tay đây là ai trong cấp s đã biết đây là đại năng cấp s nào ta biết hoa hạ có một vị trấn thủ giả tuyết vực nhìn khoảng cách chắc là hắn thật mạnh biết năng lực giả cấp s đã ít lại càng thêm ít có một người nói ra câu này tất nhiên mọi người đều tin tưởng vốn hệ băng đã là hệ đặc thù rất hiếm có đến cấp s càng không có mấy người cho nên những người này đều cho rằng đây là hồ sơn tuy đây là một sự hiểu lầm nhưng tần phong là người thứ nhất trợ giúp cũng khiến rất nhiều người xúc động tuy chuyện này xảy ra ở liên minh một lâm nhưng nếu thừa sức rất nhiều năng lực giả cấp s cũng bắt đầu tiến về phương hướng đông nam biên giới một cổ võ giả hồng tráng xuất hiện khai sơn phủ trong tay chém thẳng xuống như là thái sơn áp đỉnh cả ngọn núi đều bị chém đứt dị thú tử thương khắp nơi cổ võ giả cấp s liên minh ô ly sơ đại đế sườn đông biên giới một mảnh thủy triều bò lên gò núi che mất bình nguyên một nữ tử trường chân đạp bọc nước mái tóc dài màu xanh biển cũng bước lên địa bàn liên minh một lâm. Dị năng giả hệ thủy cấp S liên minh Tây Á, hải nữ thần Vena. Tây Nam biên giới liên minh một lâm lại xuất hiện một bóng dáng lôi điện vần quanh. Dị năng giả hệ lôi điện cấp S liên minh Philip, lôi thần Operan. Từng cường giả xuất hiện, chỉ trong thời gian nhất tay thú triều vừa bộc phát đã bị tiêu diệt. Những thú triều ở biên giới cũng không phải do hư không hoàng trùng đưa tới, mà vì không gian chấn động khiến dị thú bị dọa sợ thời gian dần trôi qua lại tạo thành một loại thú triều di chuyển lực phá hoại cũng kinh người nếu những cấp ép này coi như không thấy e rằng sẽ khiến vô số căn cứ bị chiếm đóng nhưng hiện tại vì tần phong ra mặt nên tất cả đã trở nên khác với trước khi tần phong sống lại hiện tại những cường giả này đã chạy đến tần phong không biết vì hắn kéo theo lại có nhiều người đến cướp mối làm ăn như vậy vì hư không hoàng trùng cắt đứt càng ngày càng nhiều vết nứt, dị thú đi ra cũng càng ngày càng nhiều, với tần phong lại là cầu còn không được. Cho nên tần phong dứt khoát không đi giết những hư không hoàng trùng đó, mà đi đồ sát những bầy dị thú không có cách nào thôn vệ sau khi hư không hoàng trùng cắt đứt không gian, còn cố ý thả hư không hoàng trùng đi để chúng nó dẫn tới càng nhiều dị thú hơn. Về phần hiện tại liên minh một lâm thảm đến mức nào, vậy không phải điều mà Tần Phong muốn quản. Thế là, dưới sự dung túng của cường giả tần phong này hư không hoàng trùng vẫn không được ngăn chặn dị thú cũng càng ngày càng nhiều hình thành thú triều kinh khủng mỗi lần bộc phát thú triều tần phong sẽ lao đến tuyến đầu trong hoa hạ hồ sơn cũng đã xuất hiện những người này đều biết người hoạt động ở liên minh một lâm không phải hồ sơn mà là tần phong chỉ có điều hiện tại liên minh một lâm quá hỗn loạn không có ai cố ý đi giải thích cụ thể cường giả là ai liên minh một lâm lục quang thành một năm trước tòa thành thị này vẫn là một thành thị chiến loạn khắp nơi là cô nhi lưu dân nhưng theo Tần Phong đến giết chóc bốn phía nhổ tận gốc thế lực hắc ám xung quanh một đám thành viên thế lực hắc ám xung quanh đều bị giết sạch cộng thêm Tần Phong gần như diệt trừ hơn phân nửa thành viên liên minh hắc ám lục quan thành lại trở thành tịnh thổ ở liên minh một lâm thời gian dần trôi qua người bình thường nghe tin tức đều tụ tập về nơi này nhân thủ càng nhiều dù không có tiền bạc quay vòng thì nơi này cũng dần phồn vinh thành chủ lục quan thành thấy có lợi ích lập tức gia nhập đầu tư thế là thời gian một năm nơi này đã biến thành một thành thị đỉnh cấp phồn vinh bây giờ tòa thành thị đỉnh cấp này lại bị thú triều tập kích này này mau lại đây trợ giúp không chống đỡ được nữa chẳng lẽ các ngươi muốn lục quan thành cũng bị chiếm đóng sao cái gì không có ai rút người đến cho ta những năng lực giả cấp s kia đâu đáng chết, chẳng lẽ không thể liên lạc một chút sao? Ta biết chúng ta cũng không có quyền chỉ huy bọn họ nhưng ta cầu xin bọn họ còn không được sao? Ngươi cũng có mấy truyền tin của bọn họ đi. Này này! Tháp tín hiệu thành lập ở giả ngoại đã bị phá hủy rất nhiều, hiện tại muốn gửi tin tức ra bên ngoài cũng chật vật, Nibo vô cùng nóng nảy. Một năm qua hắn ta đầu tư rất nhiều tiền tài vào lục quan thành, lục quan thành cũng mang đến cho hắn ta lợi ích to lớn không thể tưởng tượng nổi, hiện tại từ bỏ như vậy khiến hắn ta không cam tâm. Nhưng lại không có cách nào, nhìn dị thú vây công bên ngoài, hỏa lực oanh tạc liên miên không dừng, cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể kiên trì được 2 giờ. Hơn nữa, ai biết khi nào trong thú triều sẽ xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ. Ngay lúc này, bộ đàm phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, trong lòng Nibo thấy căng thẳng, đã có một dự cảm không tốt, tích tích tích, xin chú ý, sinh vật thú thần cấp A đang đến gần cách vị trí của ngươi 2141 m xin hãy né tránh. Vị trí chỉ cách hai cây số, Nibo đứng trên tường thành thậm chí cũng có thể cảm giác được khí tức của loại dị thú đáng sợ kia. Ngay sau đó, thú triều bắt đầu chuyển động cứ như là thủy triều màu đen, mặt đất chấn động, bùn đất bị dẫm đạp, cây cối bị đạp đổ, thú triều thế như trẻ tre chèn ép đến. Trong thú triều, một con dị thú cao khoảng trăm m rất nổi bật. Thân thể dị thú trên lục địa không khổng lồ như dị thú trong biển, dị thú cao trăm thước đã rất dọa người rồi. Dị thú này lại là một núi đá kinh khủng. Trên thực tế, đây cũng là một loại sinh vật huyết nhục, là loại tiêm hải sao biến dị. Đây, đây hình như là ma quỷ sơn, một năng lực giả cấp B lẩm bẩm. Phải biết rằng, tuy Đông Hải cách liên minh một lâm rất xa nhưng năm ngoái ma quỷ sơn, bách trảo, khóc anh linh chia cắt thần sơn, giết chết cường giả của rất nhiều liên minh, lúc video truyền ra bọn họ cũng tiến hành nghiên cứu. Năm nay, Bách Trảo và Khốc Anh Linh đã bị Tần Phong giết chết, chỉ có ma quỷ sơn vẫn bị treo thưởng, lại hơn một năm chưa từng xuất hiện, tạm thời bị định nghĩa là mất tích. Tất nhiên những người này không biết, từ lúc thần sơn bộc phát vào một năm trước, ma quỷ sơn đã chết. Nếu trong tình huống như vậy lại xuất hiện một sinh vật ma quỷ sơn, thậm chí so với ma quỷ sơn lúc trước còn đáng sợ hơn, là sự tồn tại đã hoàn toàn tiến hóa đến trình độ thú thần, người lục quan thành đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nibo không cam lòng nhìn tất cả nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Đánh cho ta, ngăn lại cho ta, Nam vực nói xong, bản thân lại lùi mấy bước như đã nghĩ đến có nên dẫn đầu chạy trốn hay không. Ngay lúc này, phía sau thú triều lại lan tràn một mảnh trắng xóa, đó là màu của bông tuyết. Liên minh một lâm giữa tháng 6 tuyệt đối không có tuyết rơi, tình huống đột ngột chỉ có một lời giải thích, đó là dị năng, gió tuyết bắt đầu mở rộng vô biên vô hạn, thú triều kéo dài 10 cây số bên ngoài lục quan thành đều bị đóng băng lại. Ni Bô thấy được cảnh tượng này quá vui mừng. Chịu đựng, có đại nhân cấp ép liên minh hoa hạ đến cứu chúng ta rồi. Tất nhiên Ni Bô không biết người đến lần này còn là người quen cũ của hắn ta. Bên ngoài lục quan thành, trong suy nghĩ của bọn họ đây là điểm cuối của thú triều, thật ra mới thật sự là trung tâm thú triều tần phong giáng lâm xuống chỗ này bộc phát thời đại băng phong đông cứng những sinh vật này thú triều bộc phát đã qua 3 ngày tần phong vẫn kiên trì săn giết ở chỗ này số lượng dị thú bị đồ sát e rằng có vài chục vạn dù thực lực lớn hay nhỏ tần phong đều sẽ giết hại thanh vương đao trên tay dính càng nhiều hồn phách hiện tại càng vang lên ong ong tuy có vô số tài liệu cấp ép dựng thành nhưng tài liệu nền móng vẫn hơi kém hiện tại lại không có cách nào gánh chịu nhiều hồn phách như vậy. Chờ đến khi kết thúc lần chiến đấu này, Tần Phong dự định đến hắc ám chi thành xem đã góp nhặt được bao nhiêu tài liệu, có thể khiến Thanh Vương đao tiến hòa lần nữa không? Cho nên, hiện tại Tần Phong săn giết dị thú đã không cần Thanh Vương đao. Bạo Trong thời đại băng phong, dị năng băng tuyết cũng được tăng phúc vô số lần, huống chi bây giờ Tần Phong có được số lượng băng tuyết thánh thạch quá khủng bố khoảng 3.000 cái, nếu loại tăng phúc này bị thả ra toàn bộ cũng có thể vượt qua dị năng giả cấp ss vô số dị thú bị xé thành khối vụn mấy dị thú cấp a thực lực cường đại cũng bị băng trùy đâm xuyên qua chết đến không thể chết lại chỉ có một sinh vật còn đang tiến lên hình như không bị gió tuyết ngăn cản đó chính là ma quỷ sơn cấp thần kia đối phương nghiền ép tất cả sinh vật thậm chí những sinh vật vỡ vụn đó cho nó chất dinh dưỡng khiến ma quỷ sơn càng ngày càng đến gần thậm chí đến bên ngoài tường thành. Rút lui, chạy mau, bô rống to, năng lực giả cấp S đã đến, hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình, tất cả đều có cơ hội lật bàn. Kẻo kẹt Ma quỷ sơn nghiền ép đến, tường thành kia lập tức bị thôn vệ, người chưa kịp chạy trốn đều rơi vào giác hút của ma quỷ sơn. Tần Phong cũng thấy cảnh tượng như vậy, mi tâm nhướng lên, thân thể ầm vang tăng tốc, đuổi kịp ma quỷ sơn cấp thần. Ma Quỷ Sơn thật sự không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là bề ngoài như là núi đá phủ lên gió sương, nhưng thứ như vậy cũng ngăn cách sự lạnh lẽo của băng tuyết, không bị thời đại băng phong của Tần Phong ảnh hưởng đến. Bất kỳ dị thú gì đều có mặt cường thế của mình, Ma Quỷ Sơn là dị thú dưới biển sâu, khả năng chống cự phù văn hệ băng khá cao. Hệ băng không có cách nào làm gì được. Vậy hệ hỏa thì sao? Tần Phong suy nghĩ, dị năng đã bộc phát ra song trọng lĩnh vực, hỏa kết giới, dung nham thế giới. Trong chốc lát, bên cạnh thân thể khổng lồ của ma quỷ sơn đều biến thành hỏa dung nham, thân thể vốn nghiền ép tường thành to lớn lại theo hỏa kết giới này xuất hiện mà rung rẩy, chìm xuống phía dưới. Tiếng thú trống kêu trên truyền đến, càng giống một đám dị thú gầm thét, cũng giống tiếng vọng giữa sơn cốc, chấn động khiến những người khác đầu choáng mắt hoa, nhưng những nhân loại trong lục quan thành đó đang nhao nhao chạy trốn, bọn họ biết đây căn bản không phải trận chiến mà bọn họ có thể tham dự. Nibo là người chạy nhanh hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn ta chẳng mấy chốc đã phát hiện, ma quỷ sơn không chạy theo, ngược lại bị người khác ngăn cản. Nhưng người này lại không sử dụng phù văn hàng băng mà là phù văn hệ hỏa. Dung nham chậm rãi mở rộng, hỏa long bay lên cuốn lấy thân thể ma quỷ sơn, cuốn lấy đối phương rồi gặm cắn những núi đá đó, dưới nóng lạnh đang xen, những núi đá đó đều nổ tung, lực phòng ngự giảm mạnh. Tất nhiên ma quỷ sơn không hề từ bỏ, phun ra sóng nước muốn bao phủ ngọn lửa lớn này, nhưng số lượng phù văn của cả hai hiển nhiên không phải cùng một cấp độ chiến đấu. Ma quỷ sơn chỉ có thể vùng vẫy giải chết. Nibo đừng đằng xa thấy được tất cả, trong mắt chậm rãi xuất hiện vẻ nghi ngờ. Sao khí tức này lại hơi quen thuộc? Gián vẽ một người có thể thay đổi nhưng khí tức sẽ không thay đổi, Nibo nhớ kỹ khí tức của Tần Phong, dù Tần Phong đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay lúc này, một đao mang sông lên tận trời bộc phát ra. Phong hỏa liên thiên. Trong chốc lát, ánh lửa như một đạo trảm phá thiên địa. Sau lưng Tần Phong xuất hiện chính băng tinh, đội lực rót vào thanh vương đao thay đổi sức đẩy của hấp tinh quyết. Dưới sự gia trì này, lực công kích của đao mang nổ tung, dù là dị thú cấp S cũng phải tránh né mũi nhọn ma quỷ sơn đã cảm nhận được sự cường đại của tần phong nhưng thân thể của nó thật sự quá to lớn căn bản không né tránh được một chiêu này soạt một đao chém xuống thân thể ma quỷ sơn bị chém ra thành hai nửa tất nhiên nó còn chưa tử vong hai nửa thân thể đều đang run rẩy ngọ ngoậy muốn chạy trốn nhưng ở trong kết giới hệ hỏa này chúa tể chân chính là tần phong tần phong căn bản không có khả năng để nó chạy trốn ánh đao hiện lên Tinh hạch năng lượng ở trung tâm thân thể Ma Quỷ Sơn bị Tần Phong đào đi. Sinh mệnh lực của Ma Quỷ Sơn nhanh chóng yếu bớt, những máu thịt kia nhanh chóng bị dung nham đốt cháy, mùi thịt chín bay lên lại khiến người ta nuốt nước bọt. Bạch Ly nhảy ra từ phía sau, thu lại thân thể Ma Quỷ Sơn này, ngọn núi to lớn trong hỏa kết giới đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mình Tần Phong. Thu. Tần Phong thu hồi phù văn dị năng. Ngay sau đó, Dung nham nóng hổi chảy về hóa thành phù văn màu đỏ quay về thân thể Tần Phong, trên mặt đất biến thành một mảnh cháy đen. Không chỉ như thế, tất cả băng tuyết cách xa ngàn mét như là gió bão quá cảnh, chỉ để lại lớp áo bạc bao phủ. Điều này có nghĩa dị năng thuộc hệ băng cấp S trước đó cũng do Tần Phong nắm giữ. Trong nháy mắt, bọn họ như thấy được chúa cứu thế. Bịch bịch. Một binh lính năng lực giả cấp E quỳ xuống, vừa dập đầu vừa lớn tiếng nói chuyện, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã hiểu có lẽ người này cũng không biết ngôn ngữ của bọn họ. Đa tạ đại nhân, ngươi đã cứu mạng ta, năng lực giả này dùng ý thức lực truyền lại. Sống sót sau tai nạn, năng lực giả này thật sự quá biết ơn Tần Phong, nếu không hắn ta thật sự phải chết. Những người khác cũng tỉnh táo lại nhau nhau ngỏ ý cảm ơn Tần Phong, người thực lực thấp càng có vẻ kính trọng, người bình thường ở lục quan thành đều quỳ xuống dù không thấy vị ân nhân cứu mạng kia bọn họ chỉ muốn biểu đạt sự kích động của mình mà thôi. Nibo là thành chủ, lúc này thật sự kiên trì đi ra phía trước, ngỏ ý cảm ơn. Tần Phong đại nhân, thật sự rất cảm ơn, không ngờ chỉ qua một năm mà ngươi đã trưởng thành đến trình độ cường đại như vậy, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đương nhiên ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, Nibo nói. Ồ, Nibo đại nhân, thời gian một năm, Tất nhiên Tần Phong vẫn còn nhớ Ni Bô chỉ không ngờ đối phương xuất hiện ở đây, chẳng mấy chốc Tần Phong đã nhận ra điều gì đó, nơi này là Lục Quang Thành. Cuộc sống của Ni Bô đại nhân cũng không tệ. Trước đó Tần Phong đi đến nơi này là lần theo khí tức của Ma Quỷ Sơn, thật sự không chú ý đến vị trí địa lý nơi này. Chỉ không ngờ mới thời gian một năm đã có sự thay đổi lớn như thế. Ni Bô nghe được câu hỏi thăm của Tần Phong, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp nibo thật sự không biết nên cảm ơn trước đó tần phong đã xen vào việc của người khác hay nên trách lúc trước tần phong khiến mình không còn gì cả suýt thì bị cấp ép trách tội tuy cảm xúc trong lòng rất phức tạp nhưng nibo vẫn nói lời rất dễ nghe ha ha cũng may có tần phong đại nhân lúc trước nếu không phải ngươi dẹp yên thế lực hắc ám xung quanh giúp ta chúng ta cũng không có cách nào thành lập lục quan thành mới tất cả đều là công lao của đại nhân không cần cảm ơn ta việc nên làm thôi sau này có người của thế lực hắc ám đến chèn ép ngươi ta có thể đến giúp đỡ nhưng ta cũng không đến giúp chuyện nhỏ chờ ngày nào đó ngươi muốn diệt trừ nhãn ma thần thì có thể nói cho ta biết nhãn ma thần cho tần phong ba tia sáng lần này tần phong đến dự định sẽ trả lại nhưng nhãn ma thần hoàn toàn một tay che trời ở liên minh một lâm nghe tần phong nói vậy nibo thầm nghĩ tần phong này thật to gan lớn mật nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác tần phong có thể làm được hy vọng hắn không làm được đây chắc chắn là ảo giác của ta nibo tự an ủi bản thân cũng vội vàng mời tần phong tiến vào lục quan thành nghỉ ngơi ba ngày qua vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài tần phong thật sự rất mệt mỏi hơn nữa ở lục quan thành có nhiều người như vậy đối với bất kỳ một dị thú nào cũng là đồ ăn tập trung cùng một chỗ những dị thú kia cũng sẽ từ từ tập trung lại cho nên tần phong dự định nghỉ ngơi một ngày lại đi săn dép nibo chuẩn bị căn nhà xa hoa nhất cho tần phong tần phong nghỉ ngơi một chút ngày hôm sau thú triều lại bộc phát hiện tại theo thời gian trôi qua tình hình ở liên minh một lâm càng chuyển biến xấu hơn nếu không trước khi sống lại cũng không lan tràn đến mức xâm nhập vào biên giới của liên minh hoa hạ sau khi tru diệt thú triều mới tiến công bộ đàm của tần phong lại vang lên là long đình tần phong cường giả của mấy liên minh khác hy vọng ngươi đến giúp đỡ trước hình như bọn họ không có cách nào đối phó hư không hoàng trùng. Lần này có một số cường giả đến liên minh một lâm, đều là cấp S chân chính, thời gian của bọn họ quý giá, càng không hứng thú săn giết những thú triều có sự uy hiệp cực lớn với liên minh nhân loại một lâm. Cho nên ngoại trừ lần đầu tiên đi ngang qua nhìn thấy, thuận tay diệt sát, mục tiêu của những cường giả này chỉ có một, đó là hư không hoàng trùng chúa tể cấp S này. Hai ngày trước, bốn người tập trung lại bắt đầu cuốn lấy hư không hoàng trùng chúa tể cấp S này, nhưng căn bản không làm gì được đối phương, đánh nhau cũng phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt là bọn họ đối phó với hư không hoàng trùng chúa tể cấp S này, hoạt động nguy hiểm như vậy nhưng những người khác không chú ý cũng không biết ơn, ngược lại đều đi sùng bái tần phong chỉ biết bắt nạt tiểu quái thú, còn trở thành chúa cứu thú liên minh một lâm. Điều này thật sự khiến cấp S không vừa mắt, nhao nhao yêu cầu người trong liên minh hoa hạ để những đội ngũ rời rạc ở bên ngoài gia nhập chiến đấu, cùng săn giết hư không hoàng trùng chúa tể. Chỉ cần hư không hoàng trùng chúa tể tử vong, tình cảnh nguy cơ lần này sẽ không còn liên quan đến bọn họ nữa. Những cường giả cấp S này cho rằng người trong liên minh hoa hạ thật sự không biết nhìn đại cục. Lúc đầu Long Đình cũng không muốn phân phó Tần Phong, theo quan điểm của nàng thì Tần Phong chắc chắn sẽ đi tìm hư không hoàng trùng chúa tể. Thế nhưng Long Đình cũng không ngờ Tần Phong lại không có ý đó. Đối với Tần Phong mà nói, việc hư không hoàng trùng ồn ào càng lớn càng tốt, vậy hắn sẽ săn giết được càng nhiều dị thú hơn, hư không hoàng trùng chúa tể chết đi, e rằng những hư không hoàng trùng này cũng sẽ bỏ chạy. Nhưng hiện tại ba cấp S khác đều đang vây công đối phương, mình không đi cũng không thể nói nổi. Hơn nữa ta cũng cần tài liệu cấp S, không thể để người khác chiếm đoạt. Thanh vương đao của Tần Phong còn thiếu một tài liệu chính, vừa hay xương sọ mũi sừng của hư không hoàng trùng chúa tể phù hợp. Long đình đại nhân yên tâm, ta vừa hay muốn đến đó, Tần Phong nói. Từ, chú ý an toàn, không làm được thì giữ mạng quan trọng hơn, Tần Phong chính là sự hy vọng của liên minh hoa hạ, Long đình cũng không hy vọng Tần Phong xảy ra chuyện. Tần Phong tắt máy truyền tin, ý thức lực bao phủ toàn bộ liên minh hoa hạ, có thể hư không hoàng trùng chúa tể sẽ che giấu khí tức của mình, hoặc là rơi vào giữa hư không, nhưng khí tức của bốn năng lực giả cấp S này như núi lửa bộc phát trong đêm tối, cảm giác tồn tại quá mạnh. Tần Phong lập tức xác định vị trí của đối phương, Bạch Ly mở ra thông đạo không gian, hai người rời khỏi nơi này. Trong hoang dã, hư không hoàng trùng chúa tể phi hành trên không trung. Nếu ai không biết còn tưởng hư không hoàng trùng chúa tể bị năng lực giả cấp S đuổi đến nơi hoang dã, đề phòng lực phá hoại kinh người của đối phương phá hoại thành thị trên thực tế con đường này là do hư không hoàng trùng chúa tể lựa chọn những người khác căn bản không thể ngăn cản Quy sơ đại đế nổi giận gầm lên một tiếng cự phủ thần binh trong tay trảm xuống chỉ là bề ngoài của hư không hoàng trùng lại hiện ra một loại màu sắc đen nhánh trong nháy mắt cái cự phủ này như chém vào hư không rơi vào dị không gian khác đáng giận quy sơ đại đế đã gặp chuyện như vậy mấy lần nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Không cần tốn sức lực, đại khối đầu, xem ra chuyện này vốn không phải chuyện chúng ta có thể ngăn cản, cần năng lực giả cấp SS đến đây, không phải hoa hạ có một lý gì đó sao? Để bọn họ đến giải quyết đi, hải nữ thần Vena mở miệng nói. Thông báo cho hoa hạ đi, bọn họ lại chỉ để một tiểu gia hỏa cấp A đến đây, hiển nhiên Operan rất bất mãn với quyết định của liên minh hoa hạ bọn họ biết hồ sơn chưa từng xuất hiện ở trong liên minh một lâm khi hỏi thăm năng lực giả cũng đến liên minh một lâm ngăn cản thú triều thả ra dị năng thuật cấp s mới biết được đây là một năng lực giả cấp a hiển nhiên điều này khiến bọn họ rất bất mãn chỉ là một tiểu gia hỏa cũng không có tác dụng chỉ có thể đánh với đám nhóc con nhỏ yếu kia quây sơ đại đế bất mãn nói xem ra các vị cũng không chào đón ta một ý thức lực truyền đến ở nơi xa có hai bóng người phá không đến ba năng lực giả cấp S đột nhiên giật mình. Bọn họ căn bản không cảm ứng được khí tức có người đến đây, khoảng cách gần như vậy đã trong vòng ngàn mét, nếu vừa nãy đối phương không để lộ ra ý thức lực mà là đâm giết bọn họ, vậy kết quả e rằng rất không ổn. Tần Phong vừa đến đã ra oai phủ đầu với những người này. Quay sơ đại đế thay đổi sắc mặt, vừa nãy hắn ta còn nói đây là một tiểu gia hỏa cấp A không có tác dụng, bây giờ đối phương đã lặng yên không tiến động đến gần chỉ cảm thấy mặt cũng bị đánh sưng lên, Tần Phong dùng ý thức lực quan sát ba năng lực giả một chút, ba năng lực giả này có thực lực không yếu, hơn nữa đều tấn thăng cấp S trong vòng 10 năm này, tuổi tác không quá lớn, mang theo suy nghĩ anh hùng mới cuộc khởi hoạt động ở toàn bộ vị diện địa cầu. Hoàn toàn không giống loại cường giả như Phương Châu. Đặc biệt là hải nữ thần Vena càng giống một minh tinh, có rất nhiều fan hâm mộ đều bằng lòng xông pha khói lửa vì nàng. Operan lại rất thú vị, Hắn ta có một thân ca ca gọi là Ober, chính là dị năng giả hệ lôi điện cấp A mà Tần Phong từng gặp được ở thần sơn. Chỉ là, thực lực của những người này với hư không hoàng trùng chúa tể còn kém khá nhiều. Từ đầu tới đuôi hư không hoàng trùng chúa tể là thú thần, thực lực cùng cấp với Bạch Ly hiện tại. Thực lực của nhân loại khá yếu kém, trừ khi sự tồn tại thần cấp trong nhân loại mới có thể đối chọi với thú thần ngang cấp, hiển nhiên mấy người này không có nhiều thực lực như vậy nếu hư không chúa tể nghiêm túc thì những người này cũng không có cách nào chạy trốn có lẽ việc những người này làm với hư không hoàng trùng chúa tể cũng là không đau không ngứa cho nên hư không hoàng trùng chúa tể cũng không để ý đến ba người này cho nên ở trong mắt tần phong cái gọi là kiềm chế của ba người này thật sự quá buồn cười nhưng ở trong mắt đám người uy sơ sự xuất hiện của tần phong chỉ là một câu chuyện cười một năng lực giả cấp a có lợi ích gì trong lòng Oa Sơ đại đế hơi tức giận với sự mạo phạm của Tần Phong, nhìn đường vân còn có chữ cái trên huy chương trước ngực Tần Phong, lập tức lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, ngươi có tư cách gì để chúng ta phải hoan nghênh? Một cấp A mà thôi, nhưng lúc ta tâm trạng tốt nhanh cút đi, chút nữa hư không hoàng trùng đến đây không có ai cứu ngươi nữa. Bạch Ly Xùy cười một tiếng, hiện tại ngươi vẫn nên chạy xa một chút, nếu không chút nữa hư không hoàng trùng đến đây, ta sợ ngươi cũng chạy không thoát. Quê sơ đại đế nghe Bạch Ly nói vậy lập tức nổi giận, hắn ta không làm gì được hư không hoàng trùng, chẳng lẽ còn không làm gì được một năng lực giả cấp A, từ lúc nào năng lực giả cấp A lại phách lối như vậy, các ngươi không muốn sống sao, quê sơ đại đế rót năng lượng vào cự phủ trong tay, muốn chém thẳng ra. Chẳng mấy chốc hải nữ thần đã ngăn cản, đừng làm vậy với bằng hữu, chúng ta đến để giải quyết vấn đề, không phải đến để tạo mâu thuẫn, tiểu gia hỏa tuổi trẻ này đã muốn chiến đấu, Chúng ta vẫn nên cho bọn họ một cơ hội đi, về phần có chết hay không cũng không thể trách chúng ta." Hải nữ thần ngoài miệng thì nói năng khách sáo, nhưng trong lòng lại muốn để Tần Phong và Bạch Ly đi chịu chết. Thái độ phách lối vừa rồi của Bạch Ly cũng khiến Hải nữ thần bị chọc giận, chỉ là nữ nhân này vẻ mặt tươi cười lại là lòng dạ rắn rết. "A, à, các ngươi không đi, vậy ta cũng mặc kệ." Bạch Ly cười lạnh, tinh thể trong tay bột phát ra ánh sáng màu bạc mạnh mẽ trong chốc lát, ánh sáng màu bạc này đã đuổi kịp hư không hoàng trùng chúa tể. Đám người uy sơ đại đế hơi ngạc nhiên, bởi vì phù văn dị năng mà Bạch Ly bạo phát ra lại là điều mà bọn họ căn bản không nghĩ đến. Phù văn không gian, phải biết rằng, phù văn này thật sự quá hiếm có, hiện tại còn chưa phát hiện ở trong nhân loại. Dị thú lại có rất nhiều phù văn không gian tồn tại, vì có một tộc dị thú hư không? phù văn không gian của bạch ly rơi vào trên người hư không hoàng trùng chúa tể lập tức tạo thành một mảnh gợn sóng màu bạc lại như không có bất kỳ tổn thương gì quả nhiên không được quay sơ đại đế mỉa mai trong lòng cũng yên tâm hơn chút cũng may hắn ta không bị vả mặt một lần nữa ngay lúc này tần phong vốn không hành động đột nhiên xông lên hắn cũng không có cách nào chống lại công kích của hư không hoàng trùng chúa tể dù sao đối phương là thú thần cấp ép thân thể của tần phong cũng chỉ là thú thần cấp a sự chênh lệch cấp đôi nhưng nội lực của tần phong lại là cấp s càng có được cửu tinh cửu tinh hấp tinh quyết sức đẩy trăm vạn u hồn trảm toàn bộ nội lực của tần phong đều rót vào trong thanh vương đao số lượng hồn phách khủng bố hấp thu trong thú triều đều bạo phát ra cho dù là hồn phách bình thường tụ tập lại hình thành trăm vạn đại quân cũng thật sự đáng sợ Loại lực lượng này lập tức giáng lâm xuống, tiếng kêu rên vang vọng trong hoang dã khiến người ta trùng mình. Hư Không Hoàng Trùng còn đang chạy về phía trước đột nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng rít. Trong chốc lát, hư không đã nứt ra khe nứt to lớn, nhưng ngay sau đó một luồng năng lượng cũng xuất hiện đóng lại những vết nứt kia. Lúc này ba cấp S mới chú ý đến, lực lượng phong bế vết nứt này lại đến từ nữ tử áo trắng trước đó trăm vạn u hồn trảm của tần phong rơi vào trên người hư không hoàng trùng chúa tể hư không hoàng trùng chúa tể lập tức lùi lại màu sắc thân thể cũng ngươi ảm đạm theo đây là rơi vào trong không gian thứ nguyên e rằng công kích của tần phong cũng phải trôi theo dòng nước nhưng ngay sau đó mọi người đã thấy có một đôi móng vuốt vô hình hung hăng bắt hư không hoàng trùng chúa tể ra khỏi không gian thứ nguyên sau đó công kích của tần phong đã buông xuống tránh cũng không thể tránh Hư Không Hoàng Trùng Chúa Tể cũng rất tức giận gào thét một tiếng, lại đánh đến trăm vạn u hồn trảm này. Trong chốc lát, bị trăm vạn u hồn trảm va chạm phải, cánh của Hư Không Hoàng Trùng rung động, xoắn nát những hồn phách đó. Thật ra hồn phách trong u hồn trảm cũng không phải luôn tích lũy lại, cũng sẽ tiêu hao theo chiến đấu, hiện tại Hư Không Hoàng Trùng phản kích khiến những hồn phách này hoàn toàn hồn phi phách tán. Những vẫn còn một vài linh hồn vô cùng cường đại được giữ lại những hồn phách đó đều là thú vương, thú hoàng, thậm chí còn có thú thần. Tần Phong sáng giết những sinh vật này ít nhất là hàng vạn con, lúc này đều lao đến bên cạnh hư không hoàng trùng, đụng vào vỏ ngoài của nó. Những thứ này không chỉ là hồn phách, mà còn mang theo đao mang u hồn trảm. Trong nháy mắt hồn phách đụng vào thật ra có đao mang công kích, trong chốc lát vỏ ngoài cứng rắn của hư không hoàng trùng chúa tể đã có từng dấu vết mất mô, trong đó hồn phách của hai con lang thú là hung ác nhất lập tức đụng ta một cái động lớn. Hư không hoàng trùng chúa tể phát ra một tiếng trùng kêu đầy đau khổ. Một kích của tần phong lại đánh hư không hoàng trùng chúa tể bị thương. Đám người uê sơ đại đế đuổi đánh hai ngày cũng không thấy khởi sắc, tần phong vừa đến đã cản lại đối phương. Nhưng thương tổn của hư không hoàng trùng chúa tể cũng khiến đối phương nổi giận, sau đó không gian sụp đổ, lực lượng kinh khủng đè xuống mọi người. Ba cường giả cấp S cảm nhận được loại lực lượng không cách nào chống lại này lập tức lùi bước. Nhưng Tần Phong đang trong chiến đấu lại không dao động, quanh người hắn còn quấn quanh ánh sáng bạc, có Bạch Ly đang cho hắn không gian để công kích. Thanh Vương đao thả ra u hồn trảm, đánh cho hư không hoàng trùng liên tục bại lui. Là trùng tộc, phần lớn đều sẽ yếu hơn thú tộc một chút, vì trùng tộc dựa vào số lượng để thủ thắng. Cho nên, Tuy hư không hoàng trùng chúa tể cường hãn cũng không thể mạnh bằng Bạch Ly, người ngoài thấy là Tần Phong tiến công, trên thực tế Bạch Ly đã phong tỏa quá nhiều công kích của hư không hoàng trùng chúa tể. Chỉ là, võ kỹ của Tần Phong cũng bị suy yếu trên diện rộng, nhưng chính băng tinh của Tần Phong lại không sợ tiêu hao. Đánh ròng rã 3 giờ, sắc trời cũng đã tối đen, khí tức trên người Tần Phong càng ngày càng dồi dào, thậm chí sau khi đêm tối buông xuống lại khiến bước tiến của hắn càng quỷ dị hơn, có đôi khi hư không hoàng trùng chúa tể cũng không có cách nào bắt được hiện tại trên người hư không hoàng trùng chúa tể vết thương chồng chất chảy ra máu tươi màu bạc rơi xuống mặt đất lại hóa thành hòn đá tạo thành đá không gian tiếp tục như vậy hư không hoàng trùng chúa tể chắc chắn phải chết hư không hoàng trùng chúa tể như cũng biết sau đó sẽ có kết quả gì trong mắt trùng đã xuất hiện vẻ do dự sau đó xoay người bỏ chạy không gian phong tỏa Bạch Ly thả ra dị năng muốn ngăn cản hư không hoàng trùng chúa tể. Chỉ là lần này hư không hoàng trùng chúa tể đã quyết tâm muốn đi, sừng ở trên đầu mũi ra sức va chạm, xua tan dị năng của Bạch Ly, bản thân cũng làm đến đầu rơi máu chảy. Không có chút do dự nào, phù văn không gian trên người hư không hoàng trùng chúa tể liên tục chớp động, mỗi một lần đều có thể đến chỗ cách mấy ngàn thước. Bạch Ly thường xuyên dùng loại chiêu thức này dẫn theo tầng phong, bây giờ đang trong chiến đấu không có cách nào sử dụng thông đạo không gian nhưng loại dị năng di chuyển thuấn gian này rất đáng sợ người bình thường căn bản không đuổi kịp lúc này ba dị năng giả vốn bị ép đến căn bản không có cách nào gia nhập chiến đấu cũng thấy hoảng sợ không thể để nó chạy như vậy mau mau đuổi theo ba người vội vàng di chuyển tần phong lại dừng bước không có ý định đuổi theo không cần đuổi tần phong nói Ngăn cản Bạch Ly muốn thả ra dị năng. Vì sao không đuổi, ngươi sắp giết chết nó rồi, Opera lập tức nói. Nếu không ngươi đuổi theo đi, tốc độ lôi điện cũng rất nhanh, có lẽ các ngươi còn có thể nhặt được lợi ích, Tần Phong nói. Tự thú hư không đã muốn chạy, không ai có thể ngăn cản và đuổi theo, không bằng chờ đối phương xuất hiện lần nữa lại ra tay với đối phương, nếu không chỉ là lãng phí thời gian. Ngươi ngươi thật sự không biết nhìn nhận tình hình chung sao có thể để sinh vật như vậy chạy loạn vậy sẽ giết chết bao nhiêu nhân loại hải nữ thần không đồng ý chỉ trích tần phong vậy các ngươi lại đi tìm một lần đi lần sau trực tiếp đánh truyền tin cho ta đương nhiên các ngươi cảm thấy một năng lực giả cấp a như ta không có tác dụng gì vậy cũng không cần đánh nữa tần phong nói xong đã gật đầu với bạch ly bạch ly mở ra thông đạo không gian hao người biến mất nguyên tại chỗ chỉ còn lại ba năng lực giả cấp s đứng ở đây đi cũng không được đuổi cũng không phải ba năng lực giả cấp s này vốn muốn đến kiếm chút danh tiếng không ngờ lại biến thành dáng vẻ hiện tại nếu ảo não rời đi sẽ khiến người ta có một loại cảm giác đầu voi đuôi chuột liên minh nhân loại cũng là một tập thể lớn lần này cũng điều động nhiệm vụ chi viện sau khi nhiệm vụ thất bại e rằng bọn họ sẽ bị trêu chọc mỉa mai ở tiểu trấn liên minh nhân loại đây là nguyên nhân khiến bọn họ không muốn rời đi hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy nhận một củ khoai nóng bỏng tay tần phong lại không để ý đến những người này tiếp tục đồ sát thú triều bởi vì hư không hoàng trùng chúa tể tiêu diệt rất nhiều hồn phách trên thanh vương đao của tần phong hiện tại tần phong lại có thể hút vào ở trong mắt tần phong thì hư không hoàng trùng chúa tể là một viên đá mài đao rất tốt hơn nữa cũng như tần phong suy nghĩ hư không hoàng trùng chúa tể bị tần phong đánh cho một trận đã yên ổn lại có lẽ đang chữa thương cũng không dám xuất hiện ở chỗ nhiều người nữa đám người hải nữ thần tìm kiếm ba ngày ngay lúc muốn từ bỏ hư không hoàng trùng chúa tể lại xuất hiện thậm chí còn hủy diệt một tòa thành thị tần phong cảm giác được sự chấn động dữ dội đi xem một chút bạch ly mở ra thông đạo không gian vị trí thay đổi Tần phong đã xuất hiện ở chỗ cách cự thú hư không ngàn mét, thành thị bị dị thú tập kích phát ra tiếng kêu trên, cả vùng đều nứt ra một khe hở khổng lồ. Nơi này vẫn vô cùng quen mắt, Yên Hoa Sơn, Yên Hoa Sơn là một ngọn núi lửa nhưng sau khi tần phong thôn vệ năng lượng hệ hỏa vào năm ngoái, còn thôn vệ sạch sẽ năng lượng địa mạch nơi này, đã biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động, không phun ra. Nhưng linh khí địa mạch lại khôi phục từng chút một cộng thêm trận chiến của tần phong khiến hoàn cảnh nơi này bị thay đổi lại khiến mọi người xây dựng căn cứ lần nữa có lẽ đây cũng là không phá thì không xây cũng như lục quang thành sau khi địa bàn bị tần phong đồ sát thì đều trở thành căn cứ cỡ lớn nhưng hiện tại loại căn cứ cỡ lớn này lại trực tiếp bị hủy diệt yên hoa sơn bị bổ ra một cái lỗ to lớn không chỉ như thế hư không hoàng trùng chúa tể không ngừng va chạm vào mặt đất lại xuất hiện một cái rãnh cực lớn Đối với thành thị bên cạnh không khác gì một trận động đất cấp 10, phòng ốc sụp đổ, tường thành vỡ ra, người bình thường đều bị nện chết trong phòng ốc, năng lực giả cũng đông lắc tây lắc, vì uy áp cấp S mà không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Tần Phong đứng lơ lửng trên không nhìn hư không hoàng trùng chúa tể mở ra một khe nứt to lớn, cũng như vết nứt thông hướng đến lòng đất trên long đảo trước đó. Tần Phong lập tức nghi ngờ. Năng lượng thật thuần túy, bạch ly đột nhiên nói ngay lúc hư không hoàng trùng chúa tể không ngừng va chạm sâu trong vết nứt lại truyền ra năng lượng như là năng lượng linh mạch bị tần phong hấp thu nó vẫn không biến mất hiện tại càng xảy ra sự phun trào lớn tránh ra tần phong lôi kéo tay bạch ly lập tức tránh sang bên cạnh đông sâu trong vết nứt đột nhiên nổ tung núi lửa vốn đã chết lại rung chuyển nổ tung một lần nữa dung nham phun tung tóe ra như là pháo hoa dung nham này như khí tức khủng bố gặp phải ở trên long đảo tràn đầy lực lượng mang tính phá hoại thậm chí còn đáng sợ hơn khi đó lạnh lẽo là im hơi lặng tiếng hỏa diễm lại là oanh oanh liệt liệt tần phong đã từng thấy được cảnh tượng những người kia bị nổ tung khi năng lượng bộc phát ở trên long đảo trước đó thậm chí hắn biết nếu không có chiếc thuyền lớn kia bọn họ không có khả năng tiến vào trong hạch tâm nhưng hiện tại mặt đất nước ra vẫn có sự khác biệt với trước đó đó chính là năng lượng dư giả còn lâu mới mạnh bằng long đảo dù là thế năng lượng bột phát ra cũng khiến người ta cảm thấy cả người vô cùng thông suốt năng lực giả cấp s đang chạy đến hư không hoàng trùng chúa tể cũng thấy tần phong chi hư không hoàng trùng chúa tể hơi do dự sau đó lại đâm đầu vào trong dung nham tần phong thay đổi sắc mặt không phải hư không hoàng trùng sợ lửa sao sao lại tiến vào năng lượng của tinh cầu này quá yếu, dựa vào năng lực hư không, nó có thể tiến vào. Chúng ta cũng đi. Được. Trên người Bạch Ly và Tần Phong bao phủ một tầng ánh sáng bạc, sau đó đâm đầu thẳng vào trong dung nham. Quê sơ đại đế, hải nữ thần Vena, còn có lôi thần Opera nhau nhau đuổi tới, thấy mặt đất xuất hiện dung nham dày đặc này đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ muốn đến hạch tâm, quê sơ đại đế muốn xuống nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, đây không phải nơi mà hắn ta có thể đi. Hải nữ thần Vena càng dứt khoát hơn, tuy nước có thể dập lửa nhưng lửa lớn như vậy hoàn toàn có thể khiến nước bốc hơi. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng, hấp thu năng lượng tứ tán. Tuy bọn họ biết để năng lượng này bay hơi tương đương với thời gian vị diện địa cầu tồn tại càng lúc càng ngắn, nhưng mình không hấp thu lại để người khác được lợi, Operan lại cắn răng một cái, trực tiếp dấn thân vào giữa biển lửa nhưng hắn vừa đến gần dung nham đã bịt một tiếng bột phát ra một cuộc sáng operan bị đánh bay ra phốc opera phun máu phè phè cả người cháy đen hắn ta căn bản không thể đi xuống vì sao vì sao bọn họ có thể xuống dưới hiển nhiên opera không cam tâm tần phong và bạch ly có thể đi vào cũng dựa vào phù văn dị năng không gian thứ nguyên không gian thuật cho nên tần phong tiến vào nơi này nhưng không hấp thu chút năng lượng nào xung quanh đều là một mảnh màu đỏ sậm hư không hoàng trùng chúa tể phía trước còn đang bay lượn công kích nó nó cũng có thể công kích chúng ta bạch ly nói đừng sợ trên người tần phong đổi sang liệt diễm hoàng bào ngay sau đó xung quanh xuất hiện kết giới cỡ nhỏ bạch ly thấy tần phong như vậy lập tức vung tay lên một mảnh ánh sáng bạc đuổi theo hư không hoàng trùng chúa tể trong chốc lát phù văn không gian bộc phát bao phủ hư không hoàng trùng chúa tể gợn sóng màu bạc nhộn nhạo hư không hoàng trùng chúa tể bị bạch ly đánh ra thứ nguyên không gian ngay sau đó dung nham xâm nhập vào thân thể của nó chi hư không hoàng trùng chúa tể hết lên một tiếng thân thể màu bạc lại có một loại cảm giác hòa tan ngay sau đó quanh người nó lại xuất hiện không gian tạo thành một vật thể ma phương bao phủ bản thân nó bao bọc mình ở trong một không gian đề phòng dung nham xung quanh xâm lấn sau đó nó lại phát động thứ nguyên không gian thuật hòa vào giữa hư không ma phương màu đen biến mất nó oán hận nhìn tần phong và bạch ly ý thức lực của tần phong lan truyền ra rời khỏi nơi này nếu không chết vị diện địa cầu là vị diện sinh tồn của tần phong sao có thể để những sinh vật khác chạm vào nhưng đáp lại tần phong là tiếng hét lên đầy tức giận của hư không hoàng trùng chúa tể phù văn màu bạc đập vào mặt. Tần Phong và Bạch Ly cũng bị đánh ra thứ nguyên không gian. Tần Phong hơi co lại kết giới nổ tung, dung nham xung quanh có lẽ ngang hàng với phù văn, hỏa diễm tan rã cũng không nhanh, ngăn cản trong 5 giây. Nhưng năng lượng khổng lồ vẫn lao đến như muốn chen vỡ đầu óc Tần Phong. Thôn vệ thuật Năng lượng xung quanh lập tức bị cái miệng rộng cắn xuống, dọn dẹp sạch sẽ. Thứ nguyên không gian, Bạch Ly lại thi triển dị năng, cả hai lại rơi vào trong thứ nguyên không gian. Ở trước mặt bọn họ, hư không hoàng trùng chúa tể thấy không có cách làm gì tần phong, lại tiến vào chỗ sâu. Còn chạy. Càng đi xuống dưới, Bạch Ly cũng cảm giác được sự khủng bố này, không ngờ hư không hoàng trùng chúa tể này lại còn chưa hết hy vọng. Thật ra Bạch Ly cũng biết đối phương nghĩ như thế nào, cũng như vị diện nào đó sắp sụp đổ, lực lượng hạch tâm trí cường giả đã suy yếu đến cực hạn, chỉ cần đột phá đến gần, dùng không gian lấy đi tinh hạch chí cường giả này cũng là vụ mua bán một vốn bốn lời tinh hạch chí cường giả tản ra năng lượng rất mạnh nhưng đây là sự khủng bố tích lũy theo tháng ngày chỉ hạch tâm của chí cường giả đã như thánh thạch có thể khống chế lại